tổ chức. Xin cảm ơn tất cả quý vị, các anh chị nghệ sĩ, các anh chị trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ đã có mặt chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin chúc quý vị nhiều sức khỏe, và đặc biệt là trong cái mùa Covid này, chúng ta sẽ giữ sức khỏe bình an. Chúc hẹn quý vị trong chương trình lần sau. Xin trân trọng kính chào quý vị. Xin cảm ơn.